Chào mừng quý vị và các bạn đến với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Như quý vị đã biết, tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong tháng 8 âm lịch, tuổi Ất Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công về tiền bạc. Tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không thể nào tưởng tượng nổi. Và trong tháng 8 âm lịch này, công việc của những người tuổi Ất Mùi rất cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn lao trong tháng 8 này. Công việc tiến triển tốt là vì tuổi Ất Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời hạn mà không cần phải để ai phản nàn về bất cứ một điều gì. Vậy cụ thể, vận trình tháng 8 của những người tuổi Ất Mùi sẽ tốt đến mức như thế nào? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích chi tiết sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được mọi người vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói, người tuổi Ất Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan, nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng người khác. Vận mệnh của những người tuổi Ất Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận, thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Xem tử vi tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần, người tuổi này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, không thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh, giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp Kỷ âm thổ nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi nên cẩn trọng nhiều hơn trong cuộc sống cũng như công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu người sinh năm 1955 vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh. Nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác, làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Bạn cần lưu tâm vì có thể bị tiểu nhân hãm hại gièm pha khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình. Để lỡ mất cơ hội học hỏi thăng tiến, hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác bởi vì trước mắt làm hại người khác có nghĩa là hại cho chính mình. Tuy nhiên dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
tình hình tài chính khá tốt đẹp. Về cơ bản, gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế, người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo, lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp xung sát chư mười quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần, sức khỏe của những người tuổi Ất Mùi rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó, bạn cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Gia chủ cũng cần chú ý khi đi lại, tử vi cho thấy có thể gặp tai nạn bất ngờ trong tháng này. Nhẹ thì xây sức chân tay, nặng thì có họa huyết quang, chảy máu. Ở độ tuổi này của gia chủ, chỉ một lần tổn thương nhỏ thôi cũng rất khó hồi phục, nên với bất kỳ lý do nào cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân. Tiền tài, danh vọng, tài lộc, Ất Mùi đã cố gắng cả đời, hãy quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên, có chế độ ăn uống phù hợp với độ tuổi. Cuối tháng này có thể xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ hết sức lưu ý. Các quý vị gia chủ Ất Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các gia chủ Ất Mùi đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Do đó, bạn không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu bạn không bị ràng buộc, bạn có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại của cuộc sống này. Trong tháng 8 âm lịch, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian để lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe, là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt, cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022, kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Ất Mùi, trong tháng 8 âm lịch sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 8 năm 2022, tức ngày 28 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Có nạp giáp, quý sửu, có nạp âm, tang cháo mộc. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 8 năm 2022, tức ngày 9 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, ất sửu, có nạp âm, hải trung kim. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 8 năm 2022, tức ngày 21 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp đinh sửu, có nạp âm giản hạ thủy. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Mùi trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch ngày 7 tháng 8 năm 2022, tức ngày 2 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Ngọ, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa, ngày âm lịch ngày 19 tháng 8 năm 2022, tức ngày 14 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Ngọ, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Ất Mùi trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và quý vị cũng đừng quên đăng ký ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.